Hôm nay Phương sẽ review cho mọi người tham khảo là xem cái giường nệm của mình ngủ á, có được xem là sạch sẽ hay không ha. Hôm nay mình sử dụng con robot hút bụi lau nhà để review luôn. Thứ nhất á, là khi mà robot nó bò ra khỏi cái thanh giường, cái chân của nó không còn chạm vào ngay chỗ cái độ bám á, thì tự động nó sẽ chạy lùi vào bên trong. Thứ hai á, là khi mà mình á, hàng ngày mình dùng chổi lông gà hay là mình dùng những gì đó để mình quét lên á, mình quét bụi á, thì khi mình quét thì bụi nó bay lên trên không. Và khi mà mình để ý có những cái tia nắng nó chiếu vào mình thấy á, thì bụi nó bay rất là chập choạng trên không đó. Nhưng mà khi mà mình dẹp chổi lông gà đi rồi thì những cái bụi đó từ từ nó sẽ lắng xuống và nó bám lại trên cái giường của mình, bám lại trên nệm của mình. Cái nệm của Phương đang sử dụng là nệm vải đó, và Phương quét bụi mỗi ngày nha. Nếu mà nệm kim đan thì chuyện gì xảy ra? Trên nệm kim đan nó có những cái lỗ hổng tròn tròn, những cái ô thông khí thông hơi á, thì là những cái bụi mịn nó bám trong những cái lỗ đó rất là nhiều. Phương đang review xem là một lát nữa Phương sẽ tháo cái hộp, trong cái hộp chứa bụi cho mọi người tham khảo trong cái hộp đó nha, coi bụi như thế nào nha. Và con robot này cực kỳ thông minh, khi mà nó bò ra khỏi thành ghế, bò ra khỏi thành giường thì tự động nó, cái chân của nó hụt, nó bị không có chạm được cái gì ở bên dưới thì nó tự động nó bò trở vào bên trong, nó không có rớt ra ngoài. Mình không có sợ là nó sẽ bị rớt ra ngoài mặt đất hay là rớt xuống đất, xuống sàn hay là xuống cầu thang ha. Bây giờ Phương sẽ review cho mọi người xem là sau khi hút bụi ở trên cái giường á, trên cái nệm á, là con robot nó dơ đến mức như thế nào ha. Bây giờ Phương tháo cái hộp ra cho mọi người xem tham khảo ha. Đây là cái hộp hút bụi. Phương tháo cái hộp bụi ra khi nãy Phương hút ở trên cái nệm á. Cái nệm á là được quét mỗi ngày đó, mà khi mình hút bụi ra nè, nó đã như thế này nè, trong đây nó đã chứa bao nhiêu đây, trong bụi nó bụi rất là mịn luôn, nó chứa rất là nhiều bụi trong đây luôn nè. Đó là nệm mình hàng ngày là mình đã dùng chổi lông gà để mình quét xuống rồi đó, mà khi hút ra nó ra rất là nhiều bụi mịn trong này nè. Thì những cái bụi mà khi mình quét á, khi dùng chổi mình quét lên á, nó đâu có sạch đâu, nó chỉ bay lên trong không khí, rồi nó lại sau khi mà mình dừng chổi thì nó sẽ lắng lại xuống ở dưới giường, dưới nệm của mình á, là nó những cái bụi này nè, bụi mịn này nè, khi vô tình thì mình sẽ hút vào trong phổi và trong máu của mình á, tại vì nó quá nhỏ mình không thể nào mình quét mình làm sạch nó được đó.